ngồi uống 2 chén rượu phải. Em đang có việc chút nhé. Vâng, em gọi lại cho anh. Bây giờ đi khui hàng L100 classic. Anh ạ, à, đời mới nhìn nó đẹp. Đời mới nhìn nó đẹp đương nhiên. Cái gái gái gần gái ngày xưa chứ. Công nhận một cái điều đấy đi. Trái cái là xích. Đó là đẹp hơn gái ngày xưa. Nhìn trên ảnh bé, nhìn vào đây to phết này nhỉ. Ông ảnh ông cái điện thoại ông bé tí nhìn cái bé. Trong thế thôi, ông nặng hám hồn. Cái e căng nó màu chóe nhỉ? Màu cam. E căng không giống ai. Thì nó làm giống kiểu ngày xưa. Căng này nó làm kiểu bọn gì nhỉ? Như Horizon. Đúng là 100 century. Mười thường 10B khác nhau. Con xúc rep với bê không tưởng lấy kìa. Đâu con này UC. Cái xúc rep rồi. 10 hay là 12, 15 đúng. Đó là kiểu của cái kích thước được chạm. Bát không có bát rồi. Bát này là con xúc rep là con căng không UC. Chưa đi đóng. Cũng là 10 hay đi. Cũng là 325. Chứ rồi nó làm thủng cái bát. Lô này thủng lỗ của bát. Cái hình vật lắm. Cái đó đúng là 1 triệu hay 8 hay là 4 mấy triệu. Đôi này tổ chức rất nhiều thằng lùng. Đôi này tổ chức trong này bé bé áo bông thì thật lắm đẹp. Anh ở bác sĩ về 10B sư cũng những thời điểm 2 năm rồi không có một đôi nào. Tăng đi. Dân đi tìm. Nó khoe ghi. Mấy đôi này tiếng Anh. Đấy, đăng căng là ai biết là anh bông lắm. Đúng rồi. Đồ mới này. Nhìn nó luột nhỉ anh nhỉ?